Năm nay, ngoài những giống sen đã quen thuộc như sen hồng, sen trắng, đầm hoa sen vàng tại Thanh Oai, Hà Nội cũng là điểm hút khách đến tham quan, chụp ảnh. Những bông hoa sen có màu vàng nhạt, cánh kép dày mới mẻ, lạ mắt khiến nhiều người ngạc nhiên, thích thú. Được biết, năm 2021, gia đình anh Trần Đình lập đầm sen Quán Gió Thanh Oai, bắt đầu trồng quy mô lớn 1.000 m2 trên đầm sen của gia đình. Năm nay, cánh đồng sen đã bung nở kín đầm, trở thành điểm dừng chân của nhiều du khách. Sen vàng là giống sen kép có nhiều cánh đan sen thành các lớp. Bông hoa khi nở có sự chuyển màu với sắc trắng ở đuôi cánh và chuyển dần thành vàng đậm dần ở đầu cánh và nhụy. Hoa nở to hơn lòng bàn tay và xòe rộng dần ra khi sắp tàn. Hoa vẫn giữ mùi thơm dịu dịu đặc trưng của sen, nhờ vẻ đẹp lạ, nhiều bạn trẻ sớm tới check-in, chụp ảnh. Với các bạn trẻ yêu thích chụp ảnh, thời điểm đẹp nhất để thưởng thức vẻ đẹp của hoa sen là lúc sáng sớm, trước 8 giờ. Lúc này, ánh sáng vừa lên nhẹ nhàng, cũng là thời điểm hoa sen tỏa hương thơm ngát. Điều đặc biệt là mùa hoa sen vàng lại kéo dài sang đầu mùa thu chứ không phải là sen mùa hạ như loại sen hồng, sen trắng,